Chào các em, rất vui khi gặp lại các em trong chương trình Vật lý Online ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục phần chương trình của chúng ta, đó là bài số 14, đó là bài lực hướng tâm. Chúng ta đã học hết được 13 bài rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua bài 14 lực hướng tâm. Thì có khi nào mấy em đặt ra một cái vấn đề là một cái ông trăng tại sao treo lơ lửng trên bầu trời không rơi vào trái đất? Tại chúng ta học bài lực hấp dẫn rồi, là trái đất tác dụng một lực vào mặt trăng lực có một lực tác dụng ngược lại, cho nên nó sẽ kéo mặt trăng kéo xuống. Mà tại sao không như vậy? Thì trong trường hợp này hôm nay chúng ta sẽ học bài đó. Đó là tại sao cái lực, tại sao cái ông trăng không kéo, không rơi xuống trái đất chúng ta. Thì mấy em sẽ coi hình. Đây, ta có một cái vật cứ chuyển động quanh trái đất. Thì ở trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy gì đấy? Vật chuyển động thì nó sẽ gây ra một cái gì đấy? Một cái gia tốc. Và gia tốc này trong trường hợp này đóng vai trò là lực gia tốc hướng tâm. Tại sao lại gọi là gia tốc hướng tâm? Mà mình thấy là nếu như tôi gọi một vật chuyển động đều thì đã gọi là chuyển động đều thì nó không hề có gia tốc, mà trong trường hợp chuyển động tròn đều lại có gia tốc, và gia tốc này được gọi là gia tốc hướng tâm, vì gia tốc hướng tâm nó luôn luôn hướng vào tâm, cho nên là nó sẽ gọi là gia tốc hướng tâm. Và nhờ cái gia tốc hướng tâm này nó sẽ làm có một cái lực, và lực này gọi là lực hướng về tâm, và giữ cho vật chuyển động, giữ cho vật chuyển động luôn luôn tròn đều. Thì ta sẽ qua cái định nghĩa. Thứ nhất, định nghĩa là lực tác dụng vào vật chuyển động tròn đều và gây ra gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm. Thì thầy cũng nhắc lại là gia tốc hướng tâm là gia tốc có hướng luôn luôn vào tâm. Tại sao mà một vật chuyển động đều mà lại có gia tốc hướng tâm? Vì chuyển động tròn đều có vận tốc không đổi, nhưng phương của vận tốc luôn luôn thay đổi, cho nên nó gây ra gia tốc, và gia tốc này hướng vào tâm gọi là gia tốc hướng tâm. Thì ta có công thức của gia tốc hướng tâm, đó là A hướng tâm bằng V bình chia cho R, hoặc là bằng Omega bình nhân R. Hoặc là công thức của lực hướng tâm thì mình biết rồi, F hướng tâm bằng M nhân A hướng tâm, thì nó bằng là M V bình chia R bằng M Omega bình nhân R. Thì đây là hai công thức về trong trường hợp là lực hướng tâm. Trong đó F hướng tâm gọi là FHT, gọi là F hướng tâm, đơn vị là Newton. M là khối lượng của vật, V là vận tốc dài của vật, và R là bán kính quỹ đạo, còn Omega là tốc độ gốc, còn A hướng tâm gọi là gia tốc hướng tâm. Rồi, đó là qua cái phần tóm tắt lý thuyết. Trọng tâm của lý thuyết này thì mấy em phải thuộc định nghĩa và lực hướng tâm là gì. Cái thứ hai là mấy em phải thuộc công thức của gia tốc hướng tâm là lực hướng tâm. Thì chúng ta sẽ qua một số bài tập áp dụng. Bài số 1. Trong môn quay tạ, một vận động viên quay tạ sao cho cả dây và tạ chuyển động gần như tròn đều trong mặt phẳng ngang. Muốn tạ chuyển động trên một đường tròn bán kính là 2m với tốc độ dài là 2m trên dây thì người ấy phải giữ dây với một cái lực bằng 10 N. Hỏi khối lượng của tạ bằng bao nhiêu? Đây là một bài để ta áp dụng đầu tiên về lực hướng tâm. Bài số 2 ta sẽ giải, đó là một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động thẳng đều qua một đoạn đường lõm coi như là cung tròn với vận tốc dài là 36 km/h, coi ô tô là một cái chất điểm, biết bán kính cong của đoạn đường lõm R bằng 50m và G lấy bằng 10m/s, áp lực của ô tô lên mặt đường tại điểm thấp nhất nhận giá trị bằng bao nhiêu. Đây là bài này ta cần giải. Được chưa? Tiếp theo, bài số 3. Đây là một cái vệ tinh nhân tạo có khối lượng là 100 kg, được phóng quanh trái đất ở độ cao 153 km. Chu kỳ của vệ tinh là 5 × 10⁻³, 5 × 10⁻³ giây. Bán kính quỹ đạo của trái đất là 6400 km. Tính lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh. Đây chưa? Chúng ta sẽ giải cái bài số 3 này. Bài số 4. Một vệ tinh nhân tạo nặng 20 kg bay quanh trái đất ở độ cao 1000 km, có chu kỳ là 24 giờ. Hỏi vệ tinh chịu lực hấp dẫn bằng bao nhiêu? Biết bán kính trái đất là 6400 km. Bài số 5 chúng ta sẽ giải, đây là bài về một chiếc xe có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt xem như là một cung tròn với vận tốc đạt 36 km/h, biết bán kính cầu vượt là 50m. Hãy xác định áp lực của xe vào mặt đường tại thời điểm cao nhất, lấy G bằng 10m/s. Đây là một bài ngược lại với cái bài ta vừa giải là ở mặt lõm.
ta qua bài số 6 cho biết chu kỳ chuyển động của mặt trăng quay quanh trái đất là 27,32 ngày và khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là 3,84 ống nhân 10 mũ 8 mét. Hãy tính khối lượng của trái đất giả sử quỹ đạo của mặt trăng là tròn. Đây một bài cũng rất là hấp dẫn, rất là hay về tính khối lượng của một cái hành tinh, đó là trái đất chúng ta. Chúng ta qua bài số 7, một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất ở độ cao h bằng bán kính trái đất, cho g bằng là cho bán kính trái đất là bằng 6.400 km, lấy g bằng 10 mét trên giây bình và hãy tính tốc độ và chu kỳ quay của vệ tinh quanh trái đất trong trường hợp này. Đây là chúng ta sẽ tính cái vệ tinh chuyển động quanh trái đất. Bài số 8, một máy bay biểu diễn lượn trên một quỹ đạo tròn bán kính là 500 m với vận tốc không đổi là 540 km/h. Tính tốc độ gốc, gia tốc hướng tâm của máy bay. Đây là một bài giống như là chúng ta xem xiếc thôi. Bài số 9, một vệ tinh có khối lượng là 100 kg được phóng lên quỹ đạo quanh trái đất ở độ cao mà tại đó có trọng lượng 920 Newton. Chu kỳ của vệ tinh là 5,3 nhân 10 mũ 3 giây. Câu A đó là tính lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh. Câu B là tính khoảng cách từ bề mặt trái đất đến vệ tinh, tức là khoảng cách từ bề mặt đến vệ tinh, đây là cái độ cao của cái gì? Của vệ tinh so với mặt đất đó.